Hồi thứ 100. Về thẳng phương Đông, năm thánh thành Phật. Lại nói chuyện, tám vị đại kim cương nổi hai trận gió thơm, đưa bốn người bay về cõi Đông. Chưa đầy một ngày, xa xa đã nhìn thấy thành Tràng An. Nguyên là vua Thái Tông từ ngày trước ngày rằm tháng 9 ba hôm, năm Trinh Quán thứ 13, tiễn chân Đường Tăng ra khỏi thành. Tới năm thứ 16, sai quan bộ công dựng ngôi lầu vọng kinh ngoài cửa Tây An để đón kinh. Năm nào vua Thái Tông cũng thân tới đó. Một hôm, xa giá nhà vua vừa tới trước lầu, bỗng nhìn thấy ở phía chính Tây, mây đẹp khắp trời, gió thơm lồng lộng. Kim Cương dừng lại giữa không trung nói: Thưa Thánh Tăng, đây đã là thành Tràng An, chúng tôi không tiện hạ xuống. Người dùng này khôn ngoan lắm, e tiết lộ mất chân tướng. Tôn Đại Thánh và mấy vị này cũng không nên đi. Một mình ngài xuống trao kinh cho quốc vương xong rồi hãy quay lại đây ngay. Chúng tôi đợi ngài trên tầng mây này, rồi cùng về trao trả thánh chỉ. Đại Thánh nói: Lời tôn giả tuy đúng á, nhưng sư phụ ta làm sao mà gánh được kinh cho nổi? Nặng quá chừng đây nè, rồi làm sao mà dắt được ngựa? Phải cần có chúng tôi đưa sư phụ xuống. Thôi, phiền các ngài đợi một chút đi, chúng tôi không làm lỡ việc đâu. Hôm trước, Hoàng Âm có thừa với Như Lai, nói rằng chỉ đi trong vòng 8 ngày, vừa đi vừa về là cho đủ số tạng. Nay đã quá 4 ngày rồi, chỉ sợ ngài bát giới ham dòng giàu sang, lỡ mất kỳ hạn thì không xong đâu. Bát giới cười nói: Ngài nói như vậy là không hiểu được lòng ta rồi. Sư phụ thành Phật thì ta cũng mong được thành Phật chứ. Bây giờ hả là không có tham lam ăn uống gì nữa hết á. Trao kinh xong là quay lại đi ngay. Chú ngốc bèn gánh kinh, Sa Tăng dắt ngựa, hành giả hộ vệ Thánh Tăng, hạ mây bước xuống bên lầu vọng kinh. Vua Thái Tông và các quan nhìn thấy, vội vàng xuống lầu nghênh đón hỏi: Ồ, ngự đệ đã về đó à? Đường Tăng cúi đầu lạy tạ, Thái Tông đỡ dậy hỏi tiếp: Vậy ba người kia là ai? À, đó là những đồ đệ mà Bần Tăng thu phục được dọc đường. À, thật là phúc lớn. À, người đâu, mau sửa soạn yên cương, rồi mời ngự đệ lên ngựa cùng trẫm về triều. Đường Tăng lạy tạ cởi lên ngựa, Đại Thánh múa gậy sắt đi sát bên cạnh. Bát Giới, Sa Tăng dắt ngựa gánh kinh theo sau Xa Giá cùng về Tràng An. Năm nào dự yến thanh bình, trăm quan văn võ triều đình sên sang. Diễn pháp thủy lục đàn tràng, vua ban chiếu chỉ lên đường sang Tây. Điệp văn xuất cảnh trao tay, ngũ hành phối hợp mang ngay kinh về. Tai ương hoạn nạn vượt qua, công thành toại nguyện nay về Tràng An. Bốn thầy trò Đường Tăng theo Xa Giá vào triều, khắp thành không ai là không biết người lấy kinh đã về. Lại nói các nhà sư chùa Hồng Phúc là nơi ở cũ của Đường Tăng ở Tràng An, thấy mấy cây tùng ngọn nào cũng quay cả về hướng đông thì kinh ngạc nói: Ồ, sao lạ quá,
Đêm qua lặng gió, vậy mà mấy ngọn tùng này cứ dẹo qua một bên hết trơn à. Trong số đó có người là đồ đệ cũ của Tam Tạng nói: "Ôi, các ngài ơi, hãy mau mau mặc quần áo vào, lão sư phụ đi lấy kinh đã về rồi, về rồi." Các nhà sư ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mà sao ngài biết?" Người đồ đệ cũ đáp: "Thì năm xưa, khi sư phụ ra đi có dặn rằng sau khi ta đi, hoặc dăm 3 năm, hoặc 6-7 năm hổng chừng, nhưng khi nào ngọn tùng ngã hết về hướng đông, ấy là lúc ta về. Sư phụ của chúng ta là Bậc Thánh, đã nói là linh ứng liền, cho nên bây giờ chắc là sư phụ về rồi đó." Đoạn mọi người mặc áo ra đi, lúc tới phố Tây đã thấy dân chúng xôn xao bàn tán. "Người đi lấy kinh vừa mới về, Đức Vua đã đón vào thành rồi. Thiệt không?" "Thiệt mà, chính mắt ta nhìn thấy cả một đoàn, gồm có 4 người cả thảy." Các nhà sư nghe nói vội vàng chạy theo, may ra được gặp. Nhìn thấy xa giá, mọi người chẳng dám tới gần, cứ đi đằng sau tới ngoài cửa triều đình. Khi đến nơi, Đường Tăng xuống ngựa cùng mọi người vào triều, đặt gánh kinh, buộc con long mã lại, rồi hành giả, bát giới, sa tăng cùng đứng cả dưới thềm ngọc. Vua Thái Tông truyền lệnh cho ngự đệ lên điện, mời ngồi. Đường Tăng tạ ơn ngồi xuống và bảo đệ tử khiêng số kinh lại. Bọn hành giả lấy kinh ra, các quan thị vệ chuyển vào. Vua Thái Tông hỏi: "Ngự đệ thỉnh được bao nhiêu kinh?" "Ồ, thật là nhiều quá, nhưng mà làm sao đưa được về tới tận đây?" Tam Tạng đáp: "Bần tăng khi tới núi Linh Sơn yết kiến Phật Tổ, thì được Phật Tổ sai 2 vị tôn giả là A Nan Ca Diếp dẫn vào lầu báu thết cơm chay, rồi đưa vào gác báu trao kinh. 2 vị tôn giả ấy đã chọn ra những quyển kinh này trao cho bần tăng. Bần tăng tạ ơn Phật Tổ để về đồng thổ, nhưng bỗng kinh kệ lại bị làn gió yêu cướp đi mất. Mai nhờ có đồ đệ đã trổ thần thông đuổi theo lấy lại kinh, nhưng những cuốn kinh đó bị vứt tung tóe khắp mặt đất. Khi dở ra xem thì mới thấy toàn là kinh không có chữ. Bần tăng sợ quá, quay lại trình bày van xin tha thiết với Phật Tổ. Ngài nói: đạo kinh ta mới tạo tác ra, thánh tăng tỳ kheo mang xuống núi tụng cho nhà trưởng giả họ Triệu ở nước Xá Vệ, phù hộ cho những người trong nhà trưởng giả được bình yên, người chết được siêu thoát, mà chỉ lấy có 3 đấu 3 bơ vàng cốm. Ta còn bảo là lấy rẻ quá, sau này con cháu lấy tiền đâu tiêu dùng." Bần tăng biết ý 2 vị tôn giả đó là muốn nói rằng muốn thỉnh được kinh thì phải dâng lên tất cả những gì quý giá còn lại, không được giữ lại chút gì hết. Phật Tổ cũng hiểu rõ điều đó. Bởi vậy bần tăng phải dâng cho họ chiếc bát tổ vàng mà bệ hạ trao tặng trước lúc lên đường thì mới nhận được kinh có chữ. Số kinh gồm 35 bộ, 2 vị chọn 1 số quyển trong đó trao cho, tổng cộng là 5.048 quyển, số ấy là số hợp với số bộ tạng đó. Vua Thái Tông mừng lắm, bèn truyền lệnh: "Quan quan Lộc nè, hãy bày tiệc ở điện Đông Các để tạ ơn thánh tăng." Chợt nhìn thấy 3 vị đồ đệ đứng dưới thềm mặt mũi dị thường, nhà vua bèn hỏi: Còn mấy đồ đệ này là người ở xứ nào? Sao trông lạ lùng quá?" Đường Tăng thưa rằng: "Đồ đệ cả là họ Tôn, pháp danh Ngộ Không, thần thông quảng đại, quen gọi là Tôn Hành Giả. Hắn là người Động Thủy Liêm núi Hoa Quả nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu. 500 năm trước, do đại náo thiên cung, bị Phật Tổ nhốt trong một cái hang đá đè ở dưới núi Lưỡng Giới ở Tây Phiên,
đội ơn đức Quán Thế Âm Bồ Tát khuyến thiện, hắn tình nguyện quy y. Khi thần đi qua đó thì cứu hắn ra khỏi hang đá, rồi cho hắn đi theo để hộ vệ. Đồ đệ thứ hai là họ Trư, pháp danh Ngộ Năng, thần thường gọi hắn là Trư Bát Giới. Hắn vốn ở động dân sản núi Phúc Lăng, do trước kia hắn làm yêu quái ở thôn Cao Lão nước Ô Tư Tạng, rồi cũng đội ơn Bồ Tát khuyến thiện, lại được hành giả thu phục, dọc đường cũng chịu khó gánh hành lý, lội nước, cũng có công. Đồ đệ ba là họ Sa, pháp danh Ngộ Tịnh, thần còn gọi là Sa Hòa Thượng, vốn xưa kia là yêu quái sông Lưu Sa, cũng đội ơn Bồ Tát khuyến thiện theo đạo Sa Môn. À, còn một thành viên nữa là con ngựa này. Con ngựa không phải là của bệ hạ ngày trước trao tặng cho thần đâu. Vua Thái Tông nói, ồ, nhưng mà trẫm thấy màu lông của nó giống hệt. À, đúng vậy, nhưng đó là một con ngựa khác. Khi thần lội qua khe Ưng Sầu núi Xà Bàn, con ngựa đó đã bị con ngựa này nè, ăn thịt mất. May mà nhờ hành giả đi hỏi lai lịch, con ngựa này mới biết hắn vốn là con trai của Tây Hải Long Vương. Vì có tội mà may được Bồ Tát cứu thoát cho nên sai hắn làm ngựa đỡ sức đỡ chân cho thần. Khi ấy hắn mới biến thành con ngựa giống y như con ngựa ngày trước mà bệ hạ đã trao tặng. Dọc đường hắn rất là chịu khó, trèo đèo lội suối vượt núi băng ngàn. Khi đi thì thần cưỡi, mà lúc về thì nó chở kinh. Thái Tông nghe xong thán phục mãi không thôi, đoạn lại hỏi. Vậy đường sang phương Tây xa khoảng bao nhiêu mà sao ngự đệ đi lâu quá vậy? Theo lời Bồ Tát là 10.800.000 dặm. Dọc đường thần chẳng ghi được mọi điều, chỉ biết rằng đã trải qua 14 lần nóng lạnh, ngày ngày vượt núi, tháng tháng băng đèo, qua bao rừng thẳm, lội bao sông sâu, đi qua rất nhiều nước không thể tính hết, tới nước nào đều có đóng dấu vào điệp văn đây. À, các đồ đệ, hãy đem điệp văn lại đây dâng lên cho đức vua. Khi tờ điệp văn được dâng lên, Thái Tông nhìn xem rồi nói, lặn lội lâu ngày, quá là vất vả quá. Hiện tại đã là năm Trình Quán thứ 27 rồi đó. Tờ điệp văn có đóng dấu nước Bảo Tượng, nước Ô Kê, nước Sa Trì, nước Tây Lương Đàn Bà, nước Tế Trại, nước Chu Tử, nước Tỳ Kheo, nước Diệt Pháp, còn cả dấu của quận Phượng Tiên, Châu Ngọc Hoa, Phủ Kim Bình nữa. Thái Tông xem xong, sai cất đi. Chợt có quan đương giá tới mời đi dự tiệc, Thái Tông bèn dắt tay Đường Tăng cùng xuống điện. Thái Tông hỏi, vậy chớ mấy đồ đệ có biết nghi lễ gì không? Đường Tăng đáp, đồ đệ của thần đều xuất thân là yêu quái chốn rừng rú thôn quê, chưa từng am hiểu nghi lễ của triều đình, cho nên muôn xin bệ hạ tha tội. À, vậy thì không sao, không sao, trẫm không bắt tội đâu. Xin mời tất cả các vị vào điện đồng các dự tiệc. Đường Tăng tạ ơn, gọi cả ba đồ đệ vào điện cùng dự. Quả là Đại Quốc Trung Hoa thật khác hẳn những nơi khác. Chỉ thấy cửa treo bức thêu gấm, đất trải thảm đỏ hồng, hương xạ thơm ngang ngát, phẩm lạ đẹp vô cùng. Nào chén hổ phách, chén lưu ly, giáp vàng điểm thúy. Nào chén dạ quan, chén bạch ngọc, chạm trổ lá hoa. Củ từ bung thật dừ, khoai sọ thắng thật ngọt, mạch nha mùi thơm phức, rong biển vị thanh kỳ. Mấy loại măng ngon ghê, hạt hướng dương bùi béo, miếng đậu xanh trắng dẻo, đậu phụ mộc nhĩ thơm. Rau rừng với hoa tiên, thức nào cũng tuyệt diệu. Mấy món thức ăn toàn đồ thượng hảo,
phẩm quả bày kia mới thực thanh kỳ. Bánh hạnh nhân thơm tho, giải thiều và long nhãn, lê tuyền châu đỏ thắm, táo sơn đông mở màng. Ngân hạnh dùng giang nam, cùng là lê đầu thỏ, đu đủ bồ đào nữa, lại củ ấu hạt sen. Lâm cầm với trám đen, mận mơ và sa quả, các loại đều đủ cả, mọi thứ bày chỉnh tề. Lại thêm mật ngọt với bánh chè, cùng là hương trà và mỹ tửu. Kể sau hết, các món bách dị chân tu tuyệt hảo, quả là đại quốc Trung Hoa khác hẳn cõi Tây. Bốn thầy trò cùng văn võ bá quan ngồi ở hai bên, hoàng đế Thái Tông ngồi ở chính giữa. Các đội múa hát đàn sáo, tề chỉnh trang nghiêm. Mọi người dự tiệc vui vẻ suốt một ngày, thật là quân vương mở hội vui sao, chân kinh lấy được phúc nào to hơn, công lao muôn thuở còn truyền, hào quang Phật rọi ngai vàng đế vương. Tối hôm ấy tiệc tạ ơn kết thúc, Thái Tông quay về cung, các quan cũng lui chầu. Thầy trò Đường Tăng về nghỉ ở chùa Hồng Phúc, các nhà sư trong chùa dập đầu đón tiếp. Vừa vào tới cửa chùa, các nhà sư đã nói: "Thưa sư phụ, ngọn cây này hôm nay bỗng nhiên đều ngã về hướng đông. Chúng con nhớ lời sư phụ ngày xưa, bèn ra ngoài thành đón tiếp, thì thấy đúng là sư phụ đã về." Tam Tạng vui mừng khôn xiết, bèn bước vào phương trượng. Lúc ấy, Bát Giới không hề ăn uống tí gì, cũng không nói năng ồn ào huyên náo. Hành giả Sa Tăng cũng điềm đạm ít nói. Ấy là do đạo quả đã hoàn toàn nên tự nhiên an tĩnh như vậy. Sáng hôm sau, Thái Tông khai triều nói với quần thần: "Trẫm nghĩ tới công lao của Ngự Đệ sâu xa rộng lớn, không gì báo đền được. Cho nên suốt đêm qua trẫm không ngủ, ứng khẩu mấy câu nôm na nhưng chưa kịp ghi ra giấy. Bây giờ quan trung thư hãy lại đây, trẫm đọc cho khanh viết vào. Bài văn gồm những câu như thế này: vẫn thường nghe lưỡng nghi có hình tượng hiển hiện ra che chở, bao hàm cả quần sinh bốn mùa không hình dung, lặng lẽ thay nóng rét để nuôi hóa muôn vật. Cho nên nhìn trời soi đất, người tầm thường đều biết rõ được nguồn, sáng âm suốt dương, bậc hiền triết ít suy ra cùng số. Thế thì trời đất bao gồm âm dương mà dễ biết được là vì có hình tượng. Âm dương ở trong trời đất mà khó suy cùng là vì vô hình dung vậy. Cho nên mới biết hình tượng hiển hiện rõ ràng, tuy người không còn ngờ vực, vô hình lẫn đi khó thấy, dẫu trí vẫn có khi mê. Huống hồ đạo Phật rộng giúp muôn loài, giữ trị thập phương, nâng uy linh lên trên hết, nén sức thần thông đâu bằng. Lớn bao trùm cả vũ trụ, nhỏ thu lại như tóc tơ. Vô diệt, vô sinh, trải nghìn kiếp mà vẫn trẻ, như ẩn như hiện, vẫn trăm phút mà mới nguyên. Đạo lớn diệu quyền, đi theo không biết đến đâu cùng cực. Dòng pháp tịch mịch ôm lấy khó lường được gốc nguồn. Thế nên những kẻ tầm thường bo bo ngu xuẩn chạy theo ý chỉ có thể nào không nghi hoặc được chăng?
Nguyền đạo lớn nổi lên bắt đầu từ Tây Thổ, soi rõ mộng, vượt sang sân nhà Hán chiếu dòng từ, suốt tới cõi phương Đông. Đời xưa khi mới chia hình chia dấu, lời nói chưa chạy xa, cũng thành giáo quá. Đường lúc thường hiện thường ẩn, dân đã mộ đức mà biết đến đạo nguồn. Do đó chân ngôn truyền rộng, vớt loài chim ở cả ba đường, đi huấn tuyên xa, dẫn quần sinh khắp trong mười cõi. Nhà Pháp sư Quyền Trang của ta là đứng đầu trong Pháp môn, tuổi nhỏ cẩn thận siêng năng, sớm giác ngộ công quả, lớn lên thần thông thấu suốt. Cho nên đem trí tuệ không lụy, thần thông chưa hình, vượt sáu cõi mà xuất trần, thật nghìn đời không đối thủ. Lòng thường phép chính, chậm thông không tiếc văn kinh sai xuyển, những muốn xét rõ điều lý, mở rộng đường kiến văn trước, định lại giả chân, mở lối cho kẻ học sau. Cho nên lòng mong tịnh độ quyết sang Tây Thiên, muôn dặm non sông dẹp khói mây mà tiến bước, trăm tầng nóng lạnh dẫm mưa gió mà xông lên, khinh lao khổ trong lòng thành, đòi hỏi cao, nguyện vọng đạt. Chu du Tây Thổ 14 năm ròng, đi hết nước ngoài, hỏi tìm chánh giáo, vườn linh sơn nếm đạo xem hoa, ngọn núi thú ngưỡng kỳ mộ lạ. Thành thử từ các nước đã trải qua vô cùng, lấy được kinh còn vô số hạng, tổng cộng được văn đại thừa cốt yếu, gồm 35 bộ, tất cả là 5.048 quyển, dịch ra ban khắp Trung Hoa, tuyên dương đức nghiệp to lớn. Đưa mây lành ở Tây Cực, tưới mưa Pháp ở Đông Phương, thánh giáo khuyết mà lại tròn, dân đen tội mà được phúc. Dĩ như cây quế mọc ở non cao, mây móc không thể thấm cho hoa, cây sen nở trên sóng biếc, bụi bay không thể nhiễm vào lá. Không phải tính sen tự trong sạch và tính quế tự cao ngay, do được dựa vào cao nên vật nhỏ không làm lụy đến, chỗ nương được sạch nên loài đục không thể thấm vào. Kìa cỏ cây vô tri mà còn dựa vào thiện mà thành thiện, huống loại người học thức lại không biết theo phúc mà cầu phúc chăng? Mong rằng kinh này chảy khắp cũng như trăng sao đến vô cùng, phúc lành ban rộng truyền bá cùng trời đất mà lớn mãi. Khi quan Trung Thư viết xong, nhà vua liền cho gọi Thánh Tăng vào. Khi ấy Tam Tạng đã đứng đợi ngoài triều môn chờ lạy tạ. Thái Tông mời lên điện, đưa bài văn cho Tam Tạng xem. Xem xong, Tam Tạng thưa rằng: văn từ của bệ hạ lời lẽ cao cả, nghĩa lý sâu xa, nhưng chưa rõ tên gọi là gì. Thái Tông đáp: à, đó là trẫm ứng khẩu lúc đêm khuya để tỏ lòng tạ ơn ngự đệ đó. Hay ta gọi là bài Thái Giáo Tự có được chăng? Lúc ấy trăm quan lạy mừng đánh lễ bài ngự văn thánh giáo, rồi truyền khắp trong ngoài. Thái Tông nói: ngự đệ hãy tụng chân kinh một lần xem sao. Đường Tăng đáp: thưa bệ hạ, muốn diễn chân kinh phải vào nơi đất Phật. Điện báu của bệ hạ không phải là nơi tụng kinh. Thái Tông mừng lắm, lập tức hỏi quan Đường Giá: à, vậy chứ thành Tràng An này có chùa nào thanh tịnh? Vị quan đại học sĩ là Tiêu Vũ từ trong bang bước ra tâu: muôn tàu thánh thượng, trong thành có chùa Nhạn Tháp là thanh tịnh nhất. Vua Thái Tông bèn tức thời truyền lệnh cho các quan: hãy mau thành tâm đem những quyển chân kinh cùng trẫm tới chùa Nhạn Tháp, rồi mời ngự đệ tới giảng kinh. Các quan ai nấy mang vài quyển theo xa giá, đưa Thái Tông tới chùa, dựng một ngôi đài cao, sắp xếp ngay ngắn.
Tam Tạng ra lệnh: Bát Giới Sa Tăng dắt con Long Mã gánh hành lý, hành giả đứng bên cạnh ta. Lại quay sang phía Thái Tông nói: Bệ hạ muốn truyền ba chân kinh trong thiên hạ thì phải sao lục thành một bản phụ khác mới truyền bá được, còn nguyên bản phải giữ gìn trân trọng, không được xem thường. Thái Tông cười nói: Ồ, phải lắm, phải lắm, lời của ngự đệ thật chí lý. Đoạn cho gọi các quan trong diện hàn lâm và khoa trung thư sao chép chân kinh, lại cho dựng một ngôi chùa ở phía đông thành, đặt tên là chùa Đằng Hoàng. Tam Tạng lại mang mấy quyển kinh lên đài, đang định tụng niệm, bỗng ngửi thấy mùi gió thơm phản phất. Tám vị đại kim cương hiện thân giữa tầng không, dõng dạc cất tiếng gọi: Hỡi người tụng kinh, bây giờ đã đến lúc theo chúng tôi về phương Tây. Lập tức hành giả đứng dưới đài và cả con ngựa bạch cùng Bát Giới Sa Tăng bỗng từ mặt đất bay thẳng lên trời. Tam Tạng cũng buông mấy quyển kinh, từ đài cao bay vút lên chín tầng mây, cởi gió lướt đi. Tông và các quan vội vàng ngẩng lên trời lễ bái. Đó chính là: Thánh tăng gắng sức lấy kinh, rủi rong 14 năm ròng trời Tây, gian lao vất vả đêm ngày, trèo đèo lội suối đắng cay muôn phần, hoàn thành công quả vô vàn, 3.000 viên mãn đủ dòng đại thiên. Chân kinh về tới đại đường, từ nay mãi mãi lưu truyền cõi đông. Vua Thái Tông và các quan lạy tạ xong, sau đó sai cao tăng tới chùa Nhạn Tháp dựng đàn chay tụng bộ Đại Tạng chân kinh siêu thoát cho các oan hồn cõi u minh, ban rộng thiện phúc và cho sao chép số kinh ấy để truyền bá khắp thiên hạ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện tám vị đại kim cương cởi làn gió thơm, đưa bốn vị trưởng lão cùng con ngựa quay về Linh Sơn. Cả đi cả về vừa đúng 8 ngày. Lúc ấy chư Phật ở Linh Sơn đang nghe giảng kinh trước Phật Tổ. Tám vị kim cương dẫn thầy trò Đường Tăng vào thưa với Như Lai: Đệ tử dân sắc chỉ đưa mấy vị thánh tăng về nước Đại Đường nộp kinh văn, nay đã trở về dân trả. Đoạn gọi thầy trò Đường Tăng vào. Như Lai nói: Này thánh tăng, kiếp trước nhà ngươi là đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi Kim Thiền Tử. Chính vì nhà ngươi không chịu nghe thuyết pháp, coi thường đại giáo của ta, nên linh hồn nhà ngươi phải xuống cõi phương Đông. Nay mừng nhà ngươi đã quy y giữ đạo Sa Môn, tuân theo giáo lý của ta, đi thỉnh chân kinh, có nhiều công đức, vậy ta gia phong cho chánh quả chức to là Chiên Đàn Công Đức Phật. Còn Tôn Ngộ Không
trước kia vì nhà ngươi đại náo thiên cung, ta lấy pháp lực vô biên nhốt nhà ngươi dưới núi Ngũ Hành. May mắn nạn to đã hết, đi theo Thánh Tăng, và mừng cho nhà ngươi bỏ ác theo thiện, dọc đường diệt ma trừ quái có công, sau trước vẹn tròn, gia thăng chánh quả, chức to là đấu chiến thắng Phật. Trừ Ngộ Năng, nhà ngươi vốn là thủy thần thiên hà, giữ chức thiên bồng nguyên soái, chỉ vì nhà ngươi say rượu trong hội bàn đào, trêu ghẹo tiên Nga, cho nên bị đẩy xuống đầu thai hạ giới, thần làm súc vật. May mà nhà ngươi biết quý thân người, làm yêu quái ở động dân sạn núi Phúc Lăng, biết theo vệ đại giáo vào cửa Sa Môn, dọc đường bảo vệ Thánh Tăng. Tuy tánh ương ngạnh vẫn còn, sắc tình chưa hết, nhưng dọc đường gánh hành lý có công, gia phong nhà ngươi chức chánh quả là Tịnh Đàn sứ giả. Bát Giới miệng lầu bầu: Mọi người ai cũng thành Phật hết, tại sao chỉ có một mình con là cái chức gì mà Tịnh Đàn sứ giả? Mới có sứ giả à? Đó là tại vì nhà ngươi ăn khỏe tính lười, dạ dày to lắm, mà khắp bốn đại bộ châu trong thiên hạ, những nơi ngưỡng mộ đạo ta rất nhiều. Phàm các việc Phật, ta giao cho nhà ngươi làm Tịnh Đàn cũng là một chức phẩm được ăn uống. Ha, nhà ngươi không thích sao? Còn Sa Ngộ Tịnh, nhà ngươi vốn là Quyển Liêm đại tướng, vì đánh dở chiếc chén ngọc lưu ly trong hội bàn đào, nên bị đày xuống hạ giới trú ở sông Lưu Sa, làm yêu quái bắt người ăn thịt. Sau đó, may mắn theo giáo lý của ta, thành kính giữ gìn bảo hộ Thánh Tăng, dắt ngựa trèo non có công có sức, và phòng chánh quả chức to làm là Hán Mình Vàng. Rồi Phật Tổ lại nói với con ngựa bạch: Nhà ngươi thì vốn là con của Long Dương Tây Dương Đại Hải Quảng Tấn, do nhà ngươi trái mệnh cha, mắc vào tội bất hiếu. Mày được quy y đạo pháp theo Sa Môn, hàng ngày cõng Thánh Tăng sang phương Tây, rồi lại cõng Thánh Tăng về phương Đông. Ta gia phong cho nhà ngươi chức chánh quả là Bát Bộ Thiên Long. Bốn vị trưởng lão đều dập đầu tạ ơn, con ngựa cũng cúi đầu lạy tạ. Phật Tổ sai các vị yết đế dẫn con ngựa xuống thung lũng đằng sau núi Linh Sơn, đến bên ao để hóa rồng. Con ngựa được đẩy xuống ao, trong chớp mắt nó vươn mình trút hết da lông, thay đổi đầu tóc, dãy vàng mọc ra khắp người, râu bạc dài hai bên mép. Rồi khắp người nó phủ một làn khí đẹp, bốn vuốt mây lành hóa rồng bay ra khỏi ao, lượn quanh cửa chùa, sừng sững chống trời trên cây hoa biểu. Chư Phật đều không ngớt tán thưởng pháp lực của Như Lai. Lúc bấy giờ, hành giả nói với Đường Tăng: Thưa sư phụ, bây giờ con đã thành Phật giống sư phụ rồi, mà vẫn phải đội mãi cái vòng kim cô này hay sao? Không lẽ từ nay sư phụ vẫn còn đọc bài Khẩn Cô Nhi Chú để cho con bị nhức đầu được hay sao? Bây giờ xin sư phụ mau mau đọc bài Túng Cô Nhi Chú, tháo cái vòng ra, đập nát tan tành. Đừng để Bồ Tát đem đi phạt người khác nữa. Đường Tăng đáp: Trước đây chỉ vì con ngang bướng khó dạy nên phải dùng phép đó để chế ngự con. Chứ ngày hôm nay con đã thành Phật, cái vòng đó tự nhiên cũng biến mất. Lẽ đâu cứ nằm trên đầu con mãi? Đâu, con cứ thử sờ lên đầu coi nó còn đó không. Tôn Ngộ Không giơ tay sờ lên đầu, quả nhiên không thấy cái vòng kim cô đâu nữa.
Bấy giờ bốn vị chiên đàn Phật, đấu chiến Phật, tịnh đàn sứ giả và kim thân La Hán đều đã thành chánh quả, con Long Mã cũng được trở về với chân như. Có bài thơ làm chứng rằng: Một thể chân như lạc xuống trần, hợp hòa bốn tướng lại tu thân, ngũ hành sắc tướng không rồi tịch, trăm quái hư danh thảy chẳng bàn, chánh quả chiên đàn theo đại giác, hoàn thành phẩm chức thoát trầm luân, kinh truyền thiên hạ ân vô lượng, năm thánh ngôi cao bất nhị môn. Lúc ấy, năm vị thánh đã thành chánh quả, các vị Phật Tổ, Bồ Tát, Thánh Tăng La Hán, Yết Đế, Tỳ Kheo, Ưu Bà Di, Ưu Bà Tắc, các vị thần tiên ở các núi, các động, các vị đại thần Lục Đinh, Lục Giáp, Công Tào và Lam Thổ Địa cùng các vị sư tiên đắc đạo tới nghe giảng kinh, đến bây giờ đều ra về. Thật là đỉnh linh thú ráng đẹp mơ màng, cõi Tây Phương mây lành quấn quít, rồng vàng ngồi vững chải, hổ ngọc nằm yên vui, dần ô bóng thỏ tùy ý trôi, rắn rùa mặc sức bò quanh quẩn, phượng tía loan xanh hót lanh lảnh, vượn đen hươu trắng chạy tung tăng, tám tiết hoa lạ nở tưng bừng, bốn mùa quả tiên sai chiếu chích, tùng già gội cỗi trắc biết hòe xanh, mơ năm sắc quả thơm triểu cành, đào vạn niên chính hồng đỏ mộng, muôn quả nghìn hoa như thêu như gấm, một trời rực rỡ ráng mây lành. Mọi người cùng chắp tay thành tâm tụng niệm: Nguyện đem thửa công đức đất Phật Tổ trang nghiêm, trên báo bốn trọng ơn, dưới cứu ba đường khổ, những kẻ kiến văn tỏ, ắt phát tâm bồ đề, cõi cực lạc theo về, thân này được tận báo. Truyện Tây Du Ký đến đây là hết.
在脚下。在何方，路在脚下。